Chúng ta trở lại với chương trình học hỏi Thánh Kinh 100 phần sau thời gian nghỉ Tết. Và khi các anh chị trở lại đây thì là trở lại trong bầu khí của mùa chay. Hôm nay là buổi đầu tiên cho nên ta chưa có tiếp tục sinh hoạt như mọi khi, tức là có một giờ chia sẻ theo nhóm, rồi sau đó mới tập trung về đây để người hướng dẫn có thể nhấn vào một số điểm quan trọng trong những chương Thánh Kinh mà chúng ta đọc. Hôm nay tôi sẽ dành thời giờ này để chia sẻ với các anh chị một đoạn Thánh Kinh mà nó nối kết với khung cảnh phục vụ của mùa chay. Bởi vì chúng ta đang sống trong mùa chay. Tôi nhớ là lớp của chúng ta trước Tết đó, mình đang đọc sách Ezekiel gần hết rồi, đúng không? Và sách Isaiah thì ta đã đọc từ trước, nhưng mà có Isaiah đệ nhất, có Isaiah đệ nhị và cả Isaiah đệ tam nữa. Thế cho nên cứ theo tiến trình của lịch sử thì sau khi đọc sách Ezekiel, chúng ta lại đọc tiếp Isaiah đệ nhị. Hôm nay không có giải thích tất cả các chương, nhưng như tôi mới nói đó, tôi sẽ chọn một chương thôi. Hay đúng hơn, tôi sẽ chọn một bài ca rất nổi tiếng của Isaiah đệ nhị, được Giáo hội Công giáo chọn đọc trong mùa chay và là ngày quan trọng nhất của mùa chay, đó là ngày thứ sáu tuần thánh. Thế cho nên bản văn này nó có một ý nghĩa đặc biệt. Thế bây giờ mời tất cả các anh chị lấy sách Isaiah ra, chương 53, tựa đề là bài ca Người Tôi Chung. Tôi thì vẫn quen và phải nói là vẫn thích dùng cái từ người tôi tớ đau khổ. Ngày xưa tôi học Thánh Kinh là vẫn quen với cái từ người tôi tớ đau khổ. Và tôi đọc bản tiếng Pháp cũng như tiếng Anh thì người ta cũng dịch như vậy. Chúng ta sẽ đọc từ chương 52 câu 13 cho đến hết chương 53. Đọc một lần để có một cái nhìn tổng quát. Sau khi có cái nhìn tổng quát như vậy, tôi sẽ dẫn các anh chị đi từng phần một để chúng ta phân tích bài ca này, và đồng thời để giúp cho mình suy niệm ở trong mùa chay nữa. Một trong những mục đích của phương pháp học Thánh Kinh 100 tuần, tôi đã nói từ đầu và hình như đã lặp đi lặp lại mấy lần, đó là không phải chỉ học lý thuyết, mà làm sao giúp các học viên nối kết lời Chúa với đời sống, nối kết lời Chúa với cử hành phụng vụ nữa. Đây là một cách để vừa giúp chúng ta nối kết Thánh Kinh với cử hành phụng vụ. Bởi vì bản văn này được chọn để đọc đúng vào ngày thứ sáu tuần thánh, và đồng thời nối kết với đời sống đức tin của mình. Chúng ta cùng đọc nhé. Này đây, người tôi chung của ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật và được suy tôn đến tột cùng. Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi chung của ta, mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa. Cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được? Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai?
Người tôi chung đã lớn lên tựa chồi cây trước nhan thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong, đáng chúng ta ngắm nhìn. Dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngã, nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chim bị đem đi làm thịt, như kiều câm nín khi bị xé lông, người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ thiêu, dòng dõi của người ai nào nghĩ tới. Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo, và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ đối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi chung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ ban cho người muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, người sẽ được chia chiến lợi phẩm. Bởi vì người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Chúng ta đọc luôn một lúc như vậy, nó hơi dài, nhưng giúp cho mình có một tầm nhìn tổng quát về tất cả bài ca nói đến người tôi tớ đau khổ. Thế bây giờ, câu hỏi đầu tiên đặt ra, người tôi tớ là ai đây? Người tôi tớ là ai đây? Theo các anh chị thì người tôi tớ là ai? Các anh chị giỏi thế. Chúa Giêsu trả lời vậy thì hay lắm. Thế nhưng mà xin nhớ cho rằng Isaiah sống trước Chúa Giêsu bao nhiêu năm? Bao nhiêu? Khoảng 700 năm. Như vậy lúc Isaiah viết cái bài ca này thì người ta hiểu là Chúa Giêsu à? Người ta hiểu là Chúa Giêsu à? Đấng cứu độ sẽ tới. Nhưng mà nếu mà người ta hiểu đấng cứu độ sẽ tới thì người ta đóng đinh đấng cứu độ làm gì? Không đơn giản, phải không? Ngày hôm nay, lát nữa chúng ta sẽ phân tích cái nhìn của Kitô giáo có thể là như vậy.
Nhưng mà bây giờ mình phải trở về với chính lịch sử thời của Isaiah 700 năm trước Chúa Giêsu. Người ta đọc bài ca về người tôi tớ đau khổ này, người ta hiểu đó là ai. Khi ta đặt câu hỏi về mặt lịch sử như vậy thì sẽ thấy có thể có một vài cách trả lời. Cách trả lời thứ nhất, đây chính là tiên tri Jeremiah. Cứ theo tiến trình lịch sử đó thì Jeremiah có trước hay là có sau Isaiah đệ nhị? Trước hay sau cái bài ca này? Hả? Trước hay sau bài ca này? Cứ theo như sắp xếp các sách mà các anh chị đã học đó, đã đọc sách Isaiah chưa? Đọc chưa? Đọc rồi. Rồi sau Isaiah mới đọc Jeremiah, rồi lại trở về với Isaiah đệ nhị. Như vậy Isaiah đệ nhị phải là sau Jeremiah. Cho nên người ta mới giải thích rằng người tôi tớ nói đến trong bài ca này là có ý nói về Jeremiah. Một chi tiết giúp cho chúng ta đối chiếu để thấy vấn đề. Các anh chị để ý trong bài ca, các anh chị đọc coi. Câu thứ bảy viết như sau: bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Nhớ câu đấy nha. Thế bây giờ mở dùm tôi ngược lại sách Jeremiah coi. Mở không phải ngược lại mà là mở tới chương 11 câu 19. Học Thánh Kinh trong tuần thì chắc chắn là sẽ mở Thánh Kinh giỏi hơn lúc bắt đầu học. Ít nhất là như vậy. Chương 11 mà câu 19 viết làm sao? Phần con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt? Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau, cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Đấy là lời của Jeremiah thưa với Chúa đó. Cái lời đó có giống như cái câu ở trong Isaiah chúng ta vừa đọc không? Giống y chang. Cho nên khi đối chiếu như vậy đó thì ta hiểu lý do làm sao mà người ta giải thích rằng người tôi tớ đau khổ trong bài ca này chính là tiên tri Jeremiah. Một vị tiên tri mà khi được Chúa sai đi để rao giảng lời Chúa cho dân đó, là ông ấy phải trải qua một cái cuộc đấu tranh và giằng co nội tâm kinh khủng. Như chúng ta đã học, đến cái mức độ mà ông ấy nguyền rủa cả ngày mẹ mình sinh mình ra đời. Một cuộc giằng co khủng khiếp. Bởi vì Ngài cảm nghiệm là khi Ngài đi thi hành sứ mạng rao giảng lời Chúa, phải gặp biết bao nhiêu là đau khổ, bị người ta ghen ghét, bị người ta tìm cách loại trừ, thủ tiêu. Đau khổ lắm. Cho nên hình ảnh người tôi tớ đau khổ trước hết là khi ta đặt mình vào trong lịch sử đó, người ta có thể hiểu đó là tiên tri Jeremiah. Thế nhưng mà xem ra lối giải thích này nó không thỏa đáng lắm, bởi vì có nhiều chi tiết trong bài ca này nó không hoàn toàn trùng hợp với cuộc đời của tiên tri Jeremiah. Một cách giải thích khác đó là
người tôi tớ này chính là dân Israel. Toàn dân Israel chứ không phải một cá nhân. À? Tại làm sao người ta lại giải thích như vậy? Chúng ta lấy lại cái bài ca đó ở câu 8 đó. Ở câu 8. Người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu, dòng dõi của người ai nào nghĩ tới. Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân người bị đánh phạt. Nhớ cái câu đấy. Và bây giờ nhớ đến hoàn cảnh của dân Israel trong thời lưu đày. Đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử. Thì có phải các anh chị sẽ khám phá ra rằng dân Israel đúng là bị ức hiếp này, buộc tội này, rồi bị thủ tiêu đưa đi lưu đày này, và dòng dõi của Israel là coi như chấm dứt. Phải không? Thế nhưng mà bài ca về người tôi tớ đau khổ không ngưng ở nỗi đau khổ và cái chết. Mà khi ta đọc ở phần cuối đó thì sẽ thấy một tương lai sáng lạn. Dân Israel cũng vậy. Dân Israel bị đem đi lưu đày, nhưng mà rồi có một ngày Chúa sẽ đưa họ trở về miền đất quê hương. Cả một dân tộc được hồi sinh giống như là trong thị kiến của tiên tri Ezekiel về cánh đồng xương khô. À, lớp học chưa nhỉ? Học rồi hay là quên rồi? Nhiều khi phải đọc đi đọc lại nhiều lần lắm để nó mới đi vào trong tâm trí của chúng ta. Còn mình đọc thoáng qua rồi thôi, nhất là đọc như là đọc tiểu thuyết ấy thì sẽ khó lắm. Nhưng mà lập đi lập lại nhiều lần sẽ đi vào trong tâm trí của chúng ta. Cho nên hình ảnh về người tôi tớ đau khổ trong bài ca này có một cách giải thích khác, đó là dân Israel. Thế nhưng trong truyền thống của Kitô giáo chúng ta thì đúng như các anh chị đã nói, người tôi tớ đau khổ này chính là hình ảnh tiên báo về Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô trong cuộc thương khó và khổ nạn của người. Truyền thống Kitô giáo từ lâu đời đã hiểu như vậy. Tôi nói với các anh chị là bài ca này được chọn để đọc trong ngày thứ sáu tuần thánh. Khi tôi nói thì các anh chị mới nhớ ra hay là các anh chị đã biết từ trước rồi? Câu trả lời rất là chân thành, nói mới nhớ. Thực sự là như vậy. Và có một điều rất đáng tiếc là thế này. Trong những ngày thứ năm, thứ sáu tuần thánh, đặc biệt là thứ sáu tuần thánh và đêm vọng phục sinh, những bài thánh kinh tuyệt vời, phải nói là tuyệt vời. Nhưng khổ một nỗi là những ngày đó thì linh mục không được giảng, hay là nói đúng hơn là không nên giảng, bởi vì nghi thức dài quá. Lại còn giảng nữa thì làm khổ giáo dân. Chứ còn những bài thánh kinh tuyệt vời mà rồi chúng ta chỉ nghe lướt qua xong rồi thôi, hết sức là uổng. Cho nên lợi dụng cái dịp này đó để tôi tập trung vào có mỗi bài đọc thứ nhất ở trong ngày thứ sáu tuần thánh. Cái bài ca người tôi tớ đau khổ đó là bài đọc thứ nhất thứ sáu tuần thánh nhé.
Thế còn bài phúc âm của ngày hôm đó là bài gì? Bài gì? Bài thương khó theo thánh. Đấy, các anh chị nhớ rất tốt theo thánh Gioan. Lễ lá có đọc bài thương khó không? Có chứ. Nhưng mà mỗi năm thì chọn một thánh sử, mà ngày thứ sáu tuần thánh thì luôn luôn là theo thánh Gioan đầy đủ và có chất suy tư ở trong. Thế thì ở đây là lớp học thánh kinh trong tuần, mà một trong cái hướng của thánh kinh một trong tuần là liên kết việc học thánh kinh với đời sống phục vụ. Cho nên tôi nghĩ các anh chị cũng nên biết điều này, cái điều mà các linh mục phải học. Ví dụ như tôi dạy cho các thầy đại chủng viện về cái môn mà giảng thuyết, thì đây cũng là một trong rất nhiều điều phải nói với các thầy để mà soạn bài giảng. Tức là khi mà người ta làm sách bài đọc đó, có cả một cái ủy ban nghiên cứu để người ta chọn lựa những bài đọc. À, chủ nhật này thì đọc bài này, chủ nhật sau thì đọc bài kia. Khi chọn lựa như vậy là người ta có nguyên tắc của người ta, chứ không phải là cứ vớ bài nào là chọn bài đấy. Có nguyên tắc. Một trong những nguyên tắc căn bản đó được gọi là nguyên tắc hài hòa hay là nguyên tắc hòa hợp. Với cái nguyên tắc về hòa hợp này thì người ta sẽ lấy chuẩn là bài phúc âm ngày thứ sáu tuần thánh, đây là bài thương khó. Và khi đã chọn bài phúc âm rồi thì người ta sẽ chọn trong cựu ước đó, một đoạn thánh kinh nào mà hài hòa, mà hòa hợp, mà làm nổi bật cái chủ đề của bài phúc âm. Một trong nguyên tắc căn bản là như vậy. Đặc biệt là trong các mùa phụng vụ lớn, mùa vọng này, mùa Giáng sinh này, mùa chay này, mùa phục sinh. Nói như thế thì các anh chị hiểu, nếu thứ sáu tuần thánh mà giáo hội đã đọc bài thương khó, xong là giáo hội chọn cái bài đọc thứ nhất này chính là bài ca về người tôi tớ đau khổ, thì dứt khoát là bài ca về người tôi tớ đau khổ phải có mục đích để giúp cho chúng ta khám phá ra ý nghĩa của khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô trong bài thương khó kể lại. Chính vì thế mà cái bài đọc thứ nhất này, bài ca về người tôi tớ này, có một cái giá trị và một ý nghĩa đặc biệt. Thế thì ở đây tôi lặp lại và đồng thời tôi liên kết với đời sống phục vụ, để các anh chị thấy là trong truyền thống Kitô giáo của mình đã từ rất lâu, ta nhìn người tôi tớ đau khổ trong Isaiah đệ nhị chính là hình ảnh về Chúa Giêsu Kitô trong cuộc khổ nạn của người. Từng chi tiết trong bài ca này có thể tương ứng với những chi tiết trong cuộc thương khó và khổ nạn của Chúa. Đấy, bây giờ ta hiểu như vậy thì ta theo dõi lại cái bài ca, tôi chỉ cho các anh chị thấy. Câu thứ hai nhé. Người tôi chung đã lớn lên tựa chồi cây trước nhan thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Đọc cái câu này và hình dung trong tâm trí của mình Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, xem có đúng không? Đọc cái câu này và hình dung ra cái cảnh Phi-la-tô đó, sau khi đánh đòn Chúa Giêsu rồi,
dẫn Chúa Giêsu ra trước công đường và nói với dân chúng đứng ở dưới là Ecce Homo, này là người. Còn có đúng không? Không sai một chi tiết. Này là người. Hiểu theo nghĩa mỉa mai là thế này. Các ông các bà nhìn coi, có còn đáng gọi là con người nữa không? Đánh suốt đêm rồi lấy đâu ra con người nữa. Cho nên mình chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, thấy rất rõ người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Ngày hôm nay người ta mở tivi, người ta ưa thích nhìn bikini với lại váy đầm, váy ngắn gì đấy chứ còn thế. Chúa Giêsu trên thập giá thì ai mà thèm nhìn? Có gì để mà ưa nhìn? Rồi ta đọc tiếp cái câu thứ ba này. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Cái từ khinh khi được lặp đi lặp lại hai lần. Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá không những là không còn hình tượng người ta nữa, nhưng về mặt xã hội là mọi người khinh khi. Từ các thượng tế cho đến dân thường. Và có một điều rất lạ nhé, các anh chị chắc không để ý đâu. Người ta khinh khi là vì người ta đạo đức ấy, chứ không phải là vì người ta vô thần. Tại sao tôi nói vậy? Là bởi vì trong Thánh Kinh có một câu rằng khốn cho kẻ bị treo cây gỗ. Mà ví dụ giờ Chúa Giêsu bị treo trên cây gỗ thì rõ là khốn nạn chứ còn gì nữa. Khốn ở đây có nghĩa là bị Thiên Chúa trục giữ. Cho nên khi mà những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ họ nói với Chúa Giêsu, nếu quả thật ông là con Thiên Chúa thì hãy nhảy xuống khỏi cây thập giá này đi và chúng ta sẽ tin, là họ dựa vào Thánh Kinh. Nếu thực sự ông là con Thiên Chúa đó thì Thiên Chúa sẽ giải thoát ông khỏi cây thập giá. Mà trong thực tế là Chúa Giêsu không xuống, nằm luôn. Cho nên họ an tâm rằng đấy là Thiên Chúa đứng về phía họ, chứ không phải là Thiên Chúa đứng về phía Đức Giêsu. Bị người đời khinh khi, ruồng bỏ. Và sự khinh khi đấy lại còn dựa trên lòng đạo đức đấy. Cho nên đôi lúc tôi nói đùa với lại anh chị em giáo dân đấy, coi chừng đấy. Những kẻ đóng đinh Chúa Giêsu ngày xưa không phải là người vô thần đâu, mà tin là đạo gốc cả. Tin là đạo gốc cả. Gốc gì thì không biết, nhưng mà đạo gốc cả lâu năm rồi, chứ không phải là vô thần đâu. Ta bỏ qua một vài câu, ta đọc xuống đến cái câu thứ 8 đó. Các anh chị sẽ thấy một chi tiết nữa. Người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu. Có đúng từng chữ một. Ức hiếp này, buộc tội này và thủ tiêu. Nhớ lại cuộc đời, nhớ lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu xem có đúng từng chữ một không? Ức hiếp. Người ta lấy sức mạnh của đám đông, sức mạnh của quyền lực mà ức hiếp, rồi buộc tội Chúa Giêsu, đưa ra xử, nhưng mà gây sức ép để buộc tội Chúa Giêsu, và cuối cùng là thủ tiêu. Từng chữ một. Rồi đến câu thứ 9. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo,
và miệng không hề nói chuyện điều ngoa. Cái này hơi lạ, các anh chị thấy không? Đáng nhẽ đó, người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn thì đúng rồi, nhưng mà là phải được mai táng với người giàu có chứ, chứ sao lại bị? À đấy, anh giải thích rất là đúng. Người ta gắn cái kẻ giàu có với lối sống ác ôn. Giàu có là vì ác, chứ không phải là giàu có là vì lương thiện. Chúa Giêsu là một người thánh thiện đạo đức như vậy, nhưng mà khi chết á, thì lại được chôn cùng với hạng người giàu có đúng không? Lý do sao? Có nhân vật nào can thiệp ở đây? Có một ông tên là Giuse Arimathea, là một người giàu có. Ông ta đã can thiệp để khi các môn đệ hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá thì đem chôn táng Ngài trong nấm mộ ông ta đã dọn sẵn, mà ông ta là người giàu có. Nếu Chúa Giêsu chết thì thật là đau khổ trên thập giá, nhưng mà được mai táng thì lại ở trong nghĩa địa nhà giàu. Chi tiết này cũng đúng quá chứ còn gì nữa. Thế cho nên tôi mới nói với các anh chị là đọc kỹ đi. Hôm nay tôi không có gửi cái bài photo sẵn để mỗi người tự tập trung và ghi chép hoặc là nhớ. Nhưng mà tuần sau là tôi gửi. Phân tích ngày hôm nay không phải rồi thôi, nhưng mà có thể là đến tuần thánh chịu khó đem cái bài ca này ra đọc lại, đọc một mình thôi, suy gẫm một mình thôi. Thì lúc đấy mình tham dự cử hành phục vụ thứ sáu tuần thánh, mình thấy nó sâu sắc hơn. Thay vì mình chỉ nghe thoáng qua mà có khi chả hiểu gì, không biết là người ta nói cái gì. Đấy, còn khi ta đọc bài ca này và ta hình dung trong tâm trí mình Chúa Giêsu mà mình yêu thương, Ngài vác thập giá, Ngài chịu đánh đòn, Ngài chịu đóng đinh trên thập giá, mình sẽ thấy từng chi tiết một. Isaiah đã nói tiên tri về cuộc thương khó và cái chết của Chúa. Chúa thực sự là người tôi tớ đau khổ mà Isaiah nói tới. Thế bây giờ sau khi chúng ta đặt câu hỏi người tôi tớ là ai, và cuối cùng ta khám phá ra dung mạo của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh nơi khuôn mặt người tôi tớ đau khổ của Isaiah. Bây giờ câu hỏi thứ hai nó đi sâu vào trong nội dung. Đó là ý nghĩa của những đau khổ và cái chết của Chúa. Gia đình Công giáo nào cũng có cây thánh giá Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đi bất cứ nơi đâu nhìn thấy cây thánh giá, người ta biết ở đó có người Công giáo. Những người ngoài Công giáo đặt câu hỏi là tại sao các anh lại đi thờ một cái ông mà bị đóng đinh ở trên thập giá như vậy? Một triết gia nổi tiếng trên thế giới của Đức, Nietzsche, ông ấy còn kêu lên rằng các anh Kitô hữu đúng là những tên ngu xuẩn, quỳ gối xuống trước một con người trần trụi trên thập giá như vậy mà không biết xấu hổ. Tại sao chúng ta lại tôn thờ một Chúa Giêsu chịu đóng đinh? Tức là một cách khác, ta đặt câu hỏi rằng vậy thì những đau khổ và cái chết của Chúa trên thập giá có ý nghĩa gì đối với tôi? Một câu hỏi hết sức là quan trọng, hết sức quan trọng cho đức tin của mình. Thế thì ta cũng dựa vào chính bài ca về người tôi tớ đau khổ này mà tìm gặp câu trả lời.
Cho nên các anh chị cứ để sẵn cái chương 53 của Isaiah ở đó. Bây giờ chúng ta phải đọc lại một lần nữa hai câu thôi, hai câu then chốt. Hai câu then chốt, đó là câu thứ tư và câu thứ năm. Rồi câu 11. Câu thứ tư nhé. Sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng Người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Các anh chị để ý hai câu này rất quan trọng. Nếu muốn khám phá ra ý nghĩa của những đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Chính Người đã mang lấy bệnh tật của chúng ta. Chứ không phải bệnh tật của Ngài. Bệnh tật của chúng ta. Gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Chứ không phải của Ngài. Chúng ta thì lại cứ tưởng là Ngài bị Thiên Chúa trừng phạt. Đấy. Lúc nãy tôi kể cho các anh chị nghe đó, những người đứng dưới chân thập giá đó, thách đố Chúa Giêsu là nhảy xuống khỏi cái thập giá đi. Và họ dựa vào Thánh Kinh là kẻ bị treo cây gỗ, là kẻ bị Thiên Chúa trúc giữ. Họ tưởng là Chúa Giêsu là người bị Thiên Chúa trúc giữ. Mà cái điều không ngờ là Chúa Giêsu chấp nhận bị trúc giữ là vì mình. Vì tội lỗi của mình. Ngài mang cái thương tích của mình. Ngài mang cái thương đau khổ của chúng ta trên vai của Ngài. Rồi câu thứ năm đó. Người bị đâm là vì chúng ta phạm tội chứ không phải là vì Người phạm tội. Người bị nghiền nát là vì chúng ta lỗi lầm chứ không phải là Người lỗi lầm. Và Người chịu sửa trị như vậy mà nhờ đó chúng ta được bình an. Cho nên ở đây ta khám phá ra ý nghĩa của những đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu. Đó là Chúa Giêsu chịu chết vì chúng ta. Chúa Giêsu chịu chết vì mình. Cho nên Thánh Phaolô mới nói là Ngài gắn bó với Chúa Giêsu là đấng đã yêu thương tôi và đã nộp mình chịu chết vì tôi. Vì mình, vì chúng ta. Người nào khám phá ra được cái chân lý đó trong đời sống của mình thì người đó đặt niềm tin vào Chúa. Thế bây giờ thần học đặt ra câu hỏi: tại làm sao Chúa Giêsu có thể gánh lấy đau khổ và tội lỗi của tôi được? Ở đây không phải là lớp thần học tín lý, nhưng mà đấy thần học sẽ đặt cái câu hỏi đó. Tại sao? Bây giờ thay vì trả lời cái câu hỏi của thần học bằng những lý luận trừu tượng, tôi giới thiệu cho các anh chị mở lại một cuốn sách các anh chị đã học rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng là tôi mời trở lại cho nó khỏi quên. Chứ còn mang tiếng là đã học rồi nhưng mà có khi là đã quên hết rồi. Hả? Mở lại sách Lê Vi đi. Sách Lê Vi tức là một trong ngũ thư ở chương 16 á. Sách Lê Vi.
chương 16 nói về nghi thức xá tội. Cái cử hành nghi thức xá tội như thế nào? Dài lắm trong cả chương 16 kể. Thế mà bây giờ đó, để hiểu một phần nào, thì các anh chị chỉ cần đọc ở cái câu 21. Đặt ở câu 21 và câu 22 thì chúng ta sẽ hiểu một phần. A-ha-rôn sẽ đặt hai tay lên đầu con dê còn sống, sẽ xưng thú trên con vật mọi lỗi lầm của con cái Israel, mọi việc phản nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng. Nó sẽ trút cả lên đầu con dê, rồi sẽ dùng tay một người đang chờ sẵn mà thả vào sa mạc. Con dê sẽ mang trên mình mọi lỗi lầm của chúng vào hoang địa. Sau khi đã thả con dê vào sa mạc, A-ha-rôn sẽ vào trong lều hội ngộ. Thấy không? Các anh chị có nghe con dê chuộc tội bao giờ không? Cái từ con dê chuộc tội có nghe bao giờ không? Ủa không nghe à? Có lẽ là nó quen với lại văn hóa phương Tây. Chứ còn tôi tưởng là mọi người quen lắm cái từ con dê chuộc tội. Nó bắt nguồn từ cái sự kiện này, từ cái câu chuyện này. Đấy, ngày xưa dân Israel người ta cử hành nghi thức xá tội là như vậy đó. Tư tế ở đây là A-ha-rôn có hai con dê cơ, nhưng mà rồi thì sẽ đặt tay ở trên đầu con dê còn sống, rồi xưng thú tội lỗi của dân. Thế là bao nhiêu tội lỗi của dân nó chút lên trên đầu con dê hết. Thế xong con dê nó vào trong sa mạc, chỗ của ma quỷ. Thế là dân khỏi tội. Thực sự đấy chỉ sướng quá, có người nói như vậy. Thế là mình cứ phạm tội tràn đi, xong rồi chuốt lên trên đầu con dê. Thực sự nó là một cái nghi thức mang tính biểu tượng để kêu gọi người ta xa tránh tội lỗi. Nhưng mà ngày hôm nay có một nhà thần học đã dùng cái hình ảnh này để cắt nghĩa về mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu chết là vì chúng ta. Ngài không có tội gì hết đấy, nhưng mà Ngài mang trên thân mình tất cả tội lỗi và tất cả đau khổ của nhân loại. Ngài chịu chết thay cho mình. Đó cũng là một cái cách trả lời cái câu hỏi mà thần học đặt ra. Tại làm sao Chúa Giêsu có thể chết thay cho chúng ta được? Thế ở trong lớp tín lý thì để cho dễ hiểu, tôi mới kể cho các bạn học viên một câu chuyện mà rất tình cờ có một lần tôi đọc được. Một cái câu chuyện người ta đặt tựa đề hay lắm, mà dễ nhớ, khoảnh khắc vĩnh cửu. Tại sao gọi là khoảnh khắc vĩnh cửu? Đại khái chuyện kể về một bộ tộc. Mà bộ tộc đó có thói quen đó là sẽ bầu một vị tộc trưởng bằng cách là trong số các thanh niên trai tráng của làng đấu vật với nhau, và ai thắng đó thì sẽ là tộc trưởng. Thế thì năm đó mới có một anh thanh niên không những là chiến thắng bởi vì có sức mạnh mà lại còn nhìn khôi ngô tuấn tú nữa và rất là tốt lành. Thế là anh lên làm tộc trưởng và cả cái làng đó được hưởng bình an trong một thời gian lâu dài. Thế nhưng mà rồi tình cờ ít năm sau nó xảy đến một chuyện mà chưa bao giờ có, là ở trong bộ tộc có tình trạng bất cập.
Và ông tộc trưởng ông ấy nghĩ rằng là bây giờ là phải áp dụng biện pháp mạnh, chứ nếu không thì nó sẽ tiếp diễn càng ngày càng tệ hơn. Cho nên ông mới ra quyết định là nếu bắt được kẻ nào ăn trộm thì sẽ phạt 20 roi cá sấu. Roi mà roi cá sấu, đánh 20 roi thì chắc là gần chết rồi. Rồi người ta bắt được một cái anh đó, và ông mới phạt 20 roi cá sấu. Sau đó có hết không? Vẫn không hết. Vẫn có người ăn trộm ăn cắp. Ông lại nâng cái mức hình phạt thành 30. Vẫn không hết. Ông mới lại nâng mức hình phạt lên là 40. Vậy mà vẫn có người phạm. Và lần này khổ. Không biết làm sao. Cái người phạm tội trộm cắp lại là mẹ ông. Không biết là bà cụ lẩn thẩn thế nào, tí tay tay chân làm sao mà lấy nhầm của người ta. Nhưng mà rõ ràng người ta bắt quả tang. Thế là bây giờ vấn đề đặt ra và ai cũng quan tâm, đó là ông tộc trưởng sẽ xử làm sao với tên ăn cắp mà là mẹ mình. Nhất là bà mẹ đã già rồi. Đánh 10 roi thì đã amen rồi, chứ lại còn 40 roi nữa thì... Mà không ai có thể tưởng tượng được là ông ấy quyết định phạt 40 roi cá sấu. Dù là mẹ thì cũng phạt. Thế cho nên đến cái hôm mà xử phạt bà cụ là không có ai trong làng vắng mặt hết, ai có mặt hết. Và đến giờ xử án thì ông tộc trưởng rất là uy nghi đứng ở trên ngai cao. Ông ra lệnh là đưa phạm nhân ra, là mẹ mình, ra đứng chữa bàn dân thiên hạ. Rồi ông ra lệnh là cởi áo bà cụ ra để chuẩn bị đánh. Cởi áo bà cụ ra thì cả là một bộ xương. Vài nghèo đã chết rồi. Người ta không thể tưởng tượng được. Rồi ông ra lệnh tiếp là bắt bà cụ nằm xuống ở trên cái tấm phản đó để chuẩn bị đánh. Và khi mà bà cụ đã nằm xuống rồi, người ta mới thấy ông ấy từ trên ngai đi xuống. Ông ấy cởi áo ra. Một tấm thân rất là lực lưỡng, khỏe mạnh. Rồi ông ấy lấy tấm thân lực lưỡng của mình nằm phủ lên trên người của mẹ và ra lệnh bắt đầu đánh. Đánh đủ 40 roi, ông ấy chịu. Thế thì cái câu chuyện đó kết thúc bằng một lời rất ngắn mà tôi nhớ cho tới bây giờ. Cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà vị tộc trưởng cởi áo ra và lấy tấm thân mình phủ lên trên tấm thân gầy còm của mẹ mình, cái khoảnh khắc đó đã trở thành vĩnh cửu. Và về mặt thần học ấy, thì cái khoảnh khắc đó nó trở thành vĩnh cửu bởi vì ở khoảnh khắc đó công bằng và tình yêu chỉ là một. Chỉ là một. Bao nhiêu năm chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu Thiên Chúa công bằng thì Thiên Chúa phải trừng phạt tội lỗi chứ. Tại sao Thiên Chúa không trừng phạt? Và nếu Thiên Chúa trừng phạt thì Thiên Chúa còn gì là tình yêu? Đúng không? Và chúng ta đặt vấn đề ngược lại, nếu Thiên Chúa là tình yêu thì Thiên Chúa phải tha thứ chứ. Mà nếu Thiên Chúa đã tha thứ như vậy thì còn gì là công bằng? Thế, cái lập luận quen thuộc của chúng ta là như vậy. Nhưng mà trong cái câu chuyện mà ta vừa nghe đó, thì thử hỏi là có công bằng không? Dạ thưa có. 40 roi vẫn là 40 roi. Và có tình yêu không? Thưa có. Bởi vì người con chịu thay cho mẹ. Tình yêu và công bằng chỉ là một. Và có thể lấy cái câu chuyện này để mà chiêm ngắm Chúa Giê-xu chịu đóng đinh
trên thập giá. Nơi đó công bằng của Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa chỉ là một, không có gì là trái ngược nhau. Thành thử ra nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, một đằng chúng ta khám phá ra Ngài đại diện nhân loại, Ngài mang lấy tất cả tội lỗi và đau khổ của nhân loại để đón nhận cái án phạt đúng với lẽ công bằng. Và một đằng khác, Ngài đón nhận như thế là bởi vì trái tim Ngài chan chứa tình yêu thương. Thế có lần tôi đã nói với các anh chị đó, một ông linh mục nổi tiếng ngay Việt Nam chúng ta có nhiều sách của Ngài đó, Michel Quas. Nổi tiếng là một nhà tư tưởng, sách viết rất hay, lại có tài làm thơ nữa. Thế mà trong một cuốn sách tôi đọc là Ngài tâm sự là Ngài làm linh mục bao nhiêu năm, Ngài đi dạy thần học bao nhiêu năm, mà Ngài vẫn không thể nào hiểu được tại sao mà Chúa có thể chết cho tôi được. Cho đến một hôm rất là tình cờ đi vào trong bệnh viện thôi, thì người ta, Ngài gặp cái cảnh đó là ông bác sĩ đó, ông ấy đang mổ cho một cái thằng bé con, chả biết nó dẫm cái gì vào chân đó, mổ nhẹ thôi, cho nên cho mẹ ngồi bên cạnh. Và Ngài thấy cái cảnh rất rõ là ông bác sĩ ông cầm dao ông gạch chân thằng bé, thì mặt mẹ nó tái xanh tái mét. Mỗi lần ông ấy rạch nhát thì là bà ấy run bắn lên. Và đến khi ông ấy hoàn tất cái cuộc giải phẫu cho thằng bé, thì việc đầu tiên người ta phải làm là đưa bà mẹ vào phòng cấp cứu. Đây có biết bao nhiêu bà mẹ chắc là cảm nhận được điều đấy. Và Michel Quas mới ngộ ra một cái điều này. Ông bác sĩ ông ấy rạch chân thằng bé, chứ có rạch chân bà ấy đâu. Mà sao bà ấy đau vậy? Và từ cái câu hỏi đó mà ngộ ra rằng, trong tình yêu thì người ta đau chính cái nỗi đau của người mình yêu. Người ta nên một với người mình yêu. Và hiểu được rằng làm sao Chúa Giêsu có thể chết thay cho tôi, là bởi vì Chúa Giêsu yêu tôi. Ấy dạy thần học bao nhiêu năm mà rồi cuối cùng đến lúc đấy thì mới hiểu được cái điều mình dạy. Có lẽ là hiểu không phải bằng lý luận, mà là hiểu bằng trái tim, cái cảm nhận của trái tim. Cho nên các anh chị sống đời gia đình đó, nhiều lúc tôi nghĩ các anh chị gần Chúa lắm đó. Nói thật đấy, chứ không có nói đùa đâu. Các anh chị gần Chúa lắm, bởi vì các anh chị có cái cảm nhận của một người cha, có cái cảm nhận của một người mẹ. Và chính từ cái cảm nhận và kinh nghiệm đó mà các anh chị hiểu được Chúa là ai. Chứ không phải chỉ có linh mục hiểu, có khi linh mục không hiểu. Mình có kinh nghiệm bản thân, và chính cái kinh nghiệm đó dẫn mình đến với Chúa. Thế chúng ta lấy cái hình ảnh ở trong sách Lê Vi như thế này, mục đích đó là để giúp cho mình một phần nào hiểu tại sao Chúa Giêsu có thể gánh tội lỗi của mình. Nhưng mà tôi nói rồi, cái con dê chuộc tội ở trong sách Lê Vi nó chỉ là một hình ảnh mang tính biểu tượng. Còn chính Chúa Giêsu mới là đấng mà Thánh Gioan chỉ cho các môn đệ và nói cái câu trong mỗi thánh lễ linh mục lặp lại với chúng ta. Đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Chính Chúa Giêsu mới là đấng xóa tội trần gian. Thế rồi, một điểm lớn khác nữa mà bài ca về người tôi tớ mời chúng ta suy nghĩ, đó là giá trị của đau khổ.
bài ca về người tôi tớ đau khổ cung cấp cho ta một cái nhìn mới về đau khổ. Một cái nhìn mới. Tại sao tôi nói là một cái nhìn mới? Bây giờ các anh chị thánh kinh ở trong tay đó, chịu khó mở Tin Mừng theo Thánh Gioan. Câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành anh mù ở chương 9. Ngay câu thứ nhất, Chúa Giêsu chữa một người mù từ thuở mới sinh. Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? Anh chị thấy cái cách đặt vấn đề của các môn đệ Chúa Giêsu chưa? Thấy cái anh mù, đặt vấn đề ngay: tội của nó hay là bố mẹ nó? Nghĩa là làm sao? Nghĩa là cái cách nhìn quen thuộc của người ta đó, tội lỗi này, cho nên mới bị đau khổ. Rất là đạo đức đấy chứ. Và vào thời Chúa Giêsu, người ta vẫn nhìn như vậy. Và đây là một cái nhìn rất quen thuộc trong truyền thống của Thánh Kinh từ lâu đời. Vào thời Chúa Giêsu, những người phong cùi đó phải ở riêng một chỗ. Đi đến đâu thì quần áo phải xốc xếch, rồi tóc tai thì rũ ra, rồi phải la lên là cùi đây, để cho mọi người tránh. Thực sự ngày hôm nay đứng về phương diện vệ sinh thì chúng ta cũng bảo là phải để những anh chị em vướng cái bệnh đó là cách ly, đúng không? Nhưng mà ngày xưa người ta đâu có nghĩ về mặt vệ sinh, mà người ta nghĩ về mặt tôn giáo. Những anh phong cùi như vậy đó là bởi vì nó lắm tội lắm, cho nên Thiên Chúa phạt nhãn tiền. Và mình là người đạo đức thì phải xa cái đám đó ra. Ê, mới chết chứ. Phải xa cái đám đó ra, nếu không thì bị ô uế. Cho nên người ta không có rờ vào cái người phong cùi bây giờ hết. Chúa Giêsu mà lấy tay chạm vào người phong cùi đó là đối với họ là Chúa Giêsu phạm luật. Coi những đau khổ trong cuộc đời là kết quả của tội lỗi và là do Thiên Chúa phạt nhãn tiền. Cái này nó có điều tốt ở chỗ là nó khuyến khích người ta ăn ngay ở lành. Nhưng mà nó khổ nỗi đó là cũng có đám giàu có mà nó bởi bất lương, bởi tàn ác, mà nó lại cứ tự nhủ trong lòng: bởi vì tao đạo đức lắm cho nên là Chúa mới cho tao giàu như thế này. Chết rồi. Cái nhìn quen thuộc, tôi có ý mời các anh chị đọc cái câu ở trong Gioan này, này để chúng ta thấy cái phản ứng rất là tự nhiên của các môn đệ. Thấy một người mù đặt câu hỏi liền: tội của anh ta hay là của bố của mẹ anh ta? Cái quan niệm rất quen thuộc. Đang khi đó thì bài ca về người tôi tớ đau khổ trình bày cho ta một cách nhìn hoàn toàn khác về đau khổ. Đau khổ có giá trị cứu độ. Đấy. Nhờ Chúa Giêsu chịu đau khổ mà chúng ta được bình an, được cứu độ. Vì đã nếm mùi đau khổ, người tôi chung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Chúng ta cứ tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa phải nhục nhã ê chề,
Nhưng sự thật là chính người đã mang đến những bệnh tật của chúng ta. Đau khổ của Chúa có giá trị cứu độ. Nhờ Chúa chịu đau khổ và chịu chết mà mình được bình an, được hòa giải với Thiên Chúa. Từ đó, Kitô giáo có một tầm nhìn khác về đau khổ. Tôi tạm gọi là linh đạo Kitô giáo về đau khổ. Ở đây để cho cụ thể, chịu khó lấy thư của Phaolô gửi cho tín hữu Philip đọc thử một đoạn để thấy. Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip là chương 3 thì nó sẽ nằm ở trang 1519. 1519. Chương 3, câu 8. Cho đến câu 10, hết câu 10. Thánh Phaolô viết như thế này: hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của người nhờ nên đồng hình đồng dạng với người trong cái chết của người. Anh chị thấy không? Thánh Phaolô coi hết tất cả mọi sự là rác rưởi hết so với cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa. Biết ở đây không phải là biết bằng cái đầu, mà biết bằng con tim, biết bằng cả cuộc sống. Chính vì thế cái biết đó bao hàm sự tham dự vào cái chết của Chúa, được nên đồng hình đồng dạng với cái chết của Chúa. Linh đạo Kitô giáo về đau khổ. Đón nhận cái đau khổ đó trong sự kết hợp với Chúa Kitô. Ở một chỗ khác đó, Phaolô còn viết như thế này: tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu thì tôi xin mang lấy vào thân cho đủ, để sinh ơn ích cho thân thể người là hội thánh. Thế cho nên là ai tin vào Chúa Giêsu thì người đó không phải là được miễn trước đau khổ. Nhưng mà chỉ có điều người đó sẽ nhìn và sẽ đón nhận cái đau khổ đó với một tâm tình khác. Có một điều mà chắc không ai trong chúng ta nghe nói tới đâu. Chúng ta chỉ nghe nói đến mẹ Teresa Canquita làm việc bác ái cho người nghèo nhiều lắm, cả thế giới biết đến và ca tụng. Nhưng có một điều các anh chị không biết ấy, là nhà dòng của mẹ Teresa Canquita tổ chức, tôi gọi là đường dây thì nghe ngày hôm nay nó có vẻ đường dây buôn lậu quá, nhưng mà thực sự là như vậy. Tổ chức như thể là một cái hiệp hội gồm những anh chị em đang chịu đau khổ vì bệnh tật. Liên kết tất cả những anh chị em đang chịu đau khổ vì bệnh tật và xin tất cả những người đó dâng đau khổ hàng ngày của mình, những hy sinh của mình để cầu nguyện cho công việc bác ái mà nhà dòng thực hiện. Đấy là cái điều mà chúng ta không nghe bao giờ, phải không?
Mẹ Teresa Calcutta là khẳng định chúng tôi không phải là nhân viên công tác xã hội dứt khoát như vậy, mà chúng tôi là những người thờ phượng Chúa Giêsu Kitô trong những người nghèo. Nghĩa là có một cái nhìn thần bí ở trong đó, một cái nhìn mang chất linh đạo ở trong đó, chứ không phải chỉ là công tác xã hội. Rồi thì mẹ Teresa thiết lập cái đường dây đó để liên kết những người chịu đau khổ, mà thay vì than phiền về những đau khổ đó thì họ dâng những đau khổ và hy sinh đó hàng ngày cho Chúa, để cầu nguyện cho công việc từ thiện của nhà dòng, để cầu nguyện cho giáo hội. Cho nên đau khổ có một giá trị cứu độ theo cái nhìn của Kitô giáo. Các thánh có lẽ hơn chúng ta ở chỗ đấy. Thánh Teresa hay đồng Giêsu, các anh chị cứ đọc cuộc đời của ngài mà coi. Bà ấy cũng như mình thôi, mà bà ấy khác mình ở cái chỗ này. Chẳng hạn như mà mình đau chân một cái thì xin lỗi, có khi văng tục, chửi lung tung cả, đá lung tung cả. Còn bà Teresa bà ấy khác. Bà ấy đau ở cái gót chân này, mỗi một bước đi là nó thốn, nó nhói. Bà ấy âm thầm, bà ấy dâng cái đau khổ đó cho Chúa, để cầu nguyện cho bước chân của một nhà truyền giáo tại một vùng đất xa xôi nào đấy. Chúng ta đâu có bao giờ làm như vậy. Đấy, các thánh khác chúng mình ở chỗ đấy. Và mình mới hiểu tại sao Teresa ở trong nhà dòng kín mà lại được chọn làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Lý do là vậy đấy. Bà ấy ở trong nhà dòng kín nhưng mà trái tim của bà ấy mở ra với thế giới. Còn mình ấy thì sống giữa đời nhưng mà trái tim mình khép lại với bản thân. Bà ấy kín mà bà ấy mở. Mình mở mà đâm ra kín quá. Khác nhau là cái chỗ đấy. Thế cho nên rút lại, hôm nay tôi dành cả 2 giờ đồng hồ chỉ có muốn giới thiệu với các anh chị về cái một bài ca thôi. Lâu lâu tôi làm một buổi như vậy để chúng ta thấy là những cái đoạn thánh kinh mình đọc á, nếu mà chịu khó mà đọc kỹ chút, suy niệm cầu nguyện chút, mình sẽ khám phá ra trong đó nhiều điều rất là sâu sắc và cần thiết cho đời sống đức tin của mình. Thế thì tuần tới nó xin các anh chị cứ tiếp tục đọc sau chương 53 này, đọc cho hết sách Isaiah luôn. Rồi thì giờ thứ nhất chúng ta vẫn cứ chia sẻ với nhau về cái cảm nhận đức tin mà Chúa ban cho các anh chị khi đọc những đoạn thánh kinh đó. Thì giờ thứ hai thì chúng ta gặp nhau lại ở đây để có thể chia sẻ chung với nhau về một vài khía cạnh nào đó trong sách của Isaiah. Và hôm nay ta kết thúc ở đây nhé. Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau số. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài phát trên thay, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng tâm với Ngài, tham gia trên đường nơi con đi, đường nơi con đi. Lạy Chúa, xin cho con đồng đinh với Ngài, xin
cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh sống với Ngài.